Xin chào các bác, em là Ngọc Anh và em đến từ Ngọc Anh Tranh Đồng các bác ạ. Đối với các bác mà đang mong muốn tìm kiếm cho không gian thờ tự nhà mình những cái dòng tranh, những vật phẩm trang trí để giúp cho không gian thờ tự không chỉ mang cái vẻ đẹp trang nghiêm, uy nghiêm nhất mà nó còn mang lại những cái vẻ đẹp ý nghĩa về mặt phong thủy này và cũng giúp góp phần cho cái không gian thờ được trở nên ý nghĩa hơn, trang trọng hơn và cũng như là đẹp hơn các bác nhá. Đó chính là một dòng tranh mà trong video ngày hôm nay em Ngọc Anh muốn mang tới và giới thiệu từ các bác, đó là dòng tranh ngũ quá kích thước dài 1m27, chiều rộng và kích thước là dài 1m27 này và chiều rộng của nó là 80cm các bác nhá. Và dòng tranh này thì được làm tại làng nghề Đồng Sâm Thái Bình. Đây là một trong những làng nghề làm ra được những bức tranh đẹp nhất, ý nghĩa nhất và cao cấp nhất trên thị trường hiện nay và không có bất cứ một làng nghề nào sánh bằng các bác nhá. Đó là về cái nguồn gốc xuất xứ của bức tranh này. Còn về cái thông tin kích thước cụ thể của bức tranh này, nó sẽ có kích thước cụ thể như sau. Về phần chiều dài của bức tranh, chiều dài các bác nhá, dài của nó là dài 1m27 này, chiều rộng của nó là 80cm cho cái bức tranh ngũ quá như thế này. Và về cái bản khung này thì nó sẽ có bản khung là 5cm cho cái bản khung của bức tranh ngũ quá này. Độ dày của bản khung thì nó sẽ có độ dày là 2,5cm này. Và phần nền hậu phía sau em Ngọc Anh làm vô cùng dày dặn. Chính vì thế mà chúng ta tính cái độ dày tổng của toàn tranh, tức là phần nền hậu sau này kết hợp với cả khung tranh như thế này, nó sẽ có tổng độ dày cho các bác là 5,5cm cho tổng độ dày toàn tranh các bác nhé. Và cái phần khung gỗ này thì em đang làm bằng khung gỗ sồi Nga. Đây là chất liệu khung gỗ được nhập khẩu về và đã có xử lý hóa học để giúp cho nó chống được cong vênh, chống được mối mọt, giúp cho quá trình sử dụng của các bác được lâu hơn, dài hơn và tốt nhất các bác nhé. Đó là về cái khung gỗ của bức tranh này. Còn về chất liệu của bức tranh thì như trong video các bác có thể thấy được thì bức tranh này được làm bằng đồng vàng dày 7 gem. Các hoa văn họa tiết như là mâm ngũ quả, như là các cái loại trái cây được sắp xếp bài trí trên bức tranh đều được thúc nổi lên bề mặt của tấm đồng dày 7 gem như thế này. Các bác lưu ý cho em thì đây sẽ là thúc nổi lên trên bề mặt tấm đồng chứ không phải là ghép lên trên mà các bác nhé. Đây là đồng nguyên tấm này, sau đó thì sẽ được thúc nổi lên, họa tiết hoa văn được thúc nổi trực tiếp trên tấm đồng đó để cho nó ra các đường nét hoa văn họa tiết nó sinh động được như thế này các bác nhé. Thì đó là về cái chất liệu của bức tranh này. Và các bác có thể nhìn thấy là bức tranh còn có sự kết hợp thêm, đó là hệ thống đèn led chiếu sáng trong bức tranh như thế này, rất là phù hợp với bác nào mà treo tại không gian thờ tự không quá là sáng và mình mong muốn là có cái bức tranh nó tô điểm thêm cho cái không gian thờ tự được trở nên sáng hơn. Thì đây chính là cái bức tranh có thiết kế hệ thống đèn led trong tranh cho các bác luôn đấy. Bên ngoài tranh thì nó sẽ có cả lớp kính này, rất là phù hợp cho quá trình mình có thể là vệ sinh không gian thờ với mình lau chùi, nó rất là tiện lợi, dễ dàng. Và cũng đặc biệt hơn là khi có kính trong tranh như thế này các bác nhá, nó sẽ giúp cho các cái việc vệ sinh dễ hàng hơn rồi này, và cũng như là cái màu sắc chất liệu bức tranh cũng được bảo đảm hơn, sử dụng được lâu hơn, bền hơn các bác đấy ạ. Đó chính là về cái kích thước, thông số và cũng như là chất liệu của bức tranh ngũ quá này. Bây giờ thì các bác có thể là cùng em, chúng ta cùng nhau đi chiêm ngưỡng cận cảnh nhất cái bức tranh ngũ quá này có điều gì đặc biệt ạ. Vâng, và bức tranh ngũ quá này được làm trên tấm đồng vàng dày 7 gem các bác nhá. Tất cả những cái đường nét hoa văn như trong video các bác có thể thấy được, như là nải chuối này, hay là những trái dưa, trái những cái quả dứa, hay là những cái bất cứ một cái họa tiết nào trên tranh, mặc dù các bác có thể nhìn thấy là nó nổi lên toàn bộ như là hình 3D vậy, tuy nhiên thì nó sẽ là thúc nổi lên trên tấm đồng dày 6 gem và không hề gắn các bác nhé, hoàn toàn được làm thúc nổi lên. Và bên cạnh đó thì các bác có thể nhìn thấy ngay phần chính giữa là mâm ngũ quá vô cùng đầy đặn với những cái mong cầu và cũng như là những cái nguyện cầu mong muốn của mỗi người trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Đó chính là những cái ý nghĩa và cũng như là cái giá trị văn hóa về mặt tâm linh cũng như là phong thủy của con người Việt Nam, luôn luôn hướng tới những điều tốt đẹp nhất cho năm mới Tết đến xuân về. Đó là những cái hoa văn và cũng như là các cái trái cây trên mâm ngũ quả này. Kết hợp vào đó thì các bác có thể nhìn thấy là để tránh cho bức tranh nó không quá là đơn điệu thì còn có sự kết hợp của hai đôi lục bình ở hai bên. Hai đôi lục bình này trong đó thì còn cắm cả hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn thì nó tượng trưng cho sự may mắn, tượng trưng cho sự phú quý. Chính vì vậy khi kết hợp với mâm ngũ quả này, nó lại mang về cho gia chủ càng nhiều sự may mắn, thuận lợi hơn và cũng như là mong cầu cho một năm thật sự là sung túc, may mắn, thịnh vượng
và sức khỏe tràn đầy cho tất cả những thành viên trong gia đình, cho trong gia đình của mỗi người con người luôn. Và các bác có thể nhìn thấy là trên bức tranh này có những cái điểm màu như là nền thì đã được làm bằng nền đỏ rồi. Khi kết hợp với những cái màu sắc được phối vô cùng nhẹ nhàng và không kém phần tinh tế như là chuối màu vàng này, dưa màu cam nhạt, hay là những trái dâu, trái nho, hay là những quả dứa thì đều được làm màu sắc vô cùng là tinh tế, khiến cho bức tranh càng trở nên sinh động hơn, đẹp hơn. Và tất cả những cái dòng tranh này là đồng nguyên tấm mà, và các họa tiết hoa văn thì được các nghệ nhân vẽ màu lên để tô điểm cho sự sinh động, đặc sắc cho bức tranh trở nên càng ý nghĩa hơn, đặc sắc hơn và đẹp hơn, mang lại nhiều cái giá trị về mặt phong thủy tâm linh, và không những mang lại những cái giá trị về mặt thẩm mỹ rất là đẹp cho không gian, đặc biệt là không gian thờ tự đẹp hơn các bác ạ. Vâng, và đó là những cái đường nét hoa văn, họa tiết và những điều đặc biệt nhất của dòng tranh ngũ quả này. Và cái bức tranh này nó sẽ là một trong những bức tranh thuộc phân khúc cao cấp. Mặc dù kích thước nhỏ như thế này thôi, tuy nhiên thì nó sẽ là thuộc phân khúc cao cấp. Chính vì vậy đường nét hoa văn trên bức tranh được các nghệ nhân làm tay thủ công vô cùng tinh xảo và sắc nét cho các bác luôn. Rất là phù hợp với bác nào mà thực sự yêu thích những cái giá trị mà hàng thủ công mang lại các bác nhé. Và tất cả những cái sản phẩm bên em từ phân khúc phổ thông cho tới phân khúc cao cấp, khi các bác mua hàng đều nhận được những giấy tờ bảo hành đi kèm chất liệu đồng và cũng như là chất liệu sản phẩm như thế này đầy đủ cho các bác luôn. Đầy đủ thông tin các bác mua hàng, đầy đủ sản phẩm các bác mua. Và em luôn luôn muốn nhấn mạnh với quý gia chủ bên em, đó là chúng ta nên quan tâm tới các cái chính sách bảo hành. Tại vì là trong quá trình các bác tìm hiểu tham khảo, có thể có những bên họ bán giá với mức giá rất là rẻ thôi. Tuy nhiên thì em khẳng định luôn, với cái mức giá như vậy sẽ không thể nào mà đảm bảo cho các bác được chất lượng, màu mã và cũng như là các cái chính sách bảo hành sau này cho mình được. Chính vì vậy mà các bác hãy là người mua hàng thật sự là thông thái để lựa chọn, quyết định mua cho không gian nhà mình những cái dòng sản phẩm nó ý nghĩa nhất, tốt nhất và cũng như là chất lượng nhất các bác nhá. Đó là về cái chính sách bảo hành bên em. Tất cả những cái sản phẩm bên em từ phân khúc phổ thông cho tới phân khúc cao cấp đều có chính sách hỗ trợ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Khi các bác mua hàng thì sẽ có chính sách này, để dù ở miền Tây, miền Nam hay ở đâu trên đất nước Việt Nam thì chúng ta đều có thể mua được những sản phẩm ý nghĩa như thế này, chất lượng như thế này và thực sự uy tín các bác nhé. Tất cả những cái quy trình đóng hàng sản phẩm bên em đều diễn ra vô cùng chuyên nghiệp, đó là bọc toàn bộ bằng xốp nổ này, sau đó thì sẽ đưa vào khung gia cố 3 led để có thể là đảm bảo quá trình vận chuyển tới tận tay các bác được an toàn nhất, chỉn chu nhất đấy các bác ạ. Và nếu mà các bác thật sự mong muốn tìm kiếm cho không gian thờ tự nhà mình những dòng tranh ý nghĩa như thế này, có thể liên hệ ngay với em Ngọc Anh qua số hotline Zalo 0815 009 777, thì em Ngọc Anh sẽ trực tiếp liên hệ và tư vấn cụ thể nhất cho các bác nhé. Bây giờ thì em xin phép được chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của em.